Chúng ta đến với trận thứ hai bằng Hitty và AC. Hitty của No 1, còn AC là của Hồng Anh. Núi, con đã xuất cơm núi. Núi, gọi xuất cơm. Có cơm gì nhỉ? Mà gọi ta xuất cơm cơm thịt gà đi. Núi ơi, con xuất cơm gà nhá. Thực sự thì bạn nào mà xem từ sáng đến bây giờ thì bạn biết rồi. Nó bắt đầu từ 9 giờ đến bây giờ nó cũng được 5 tiếng và chưa nghỉ một phút nào cả. Nó cũng khá đói anh em, chờ ít rồi mình gọi là làm tí doping để bình luận cho anh em đến buổi tối ngày hôm nay. Vẫn còn xong vòng đấu này thì vẫn còn vòng đấu của chim sẻ nữa. Vòng đấu thứ tư của chim sẻ. Vâng anh có nick lên mà đẹp trai, nó rất hay. Mà rồi em không dám nói câu này lên mic nhưng mà hợp lý đấy. Hả? Cơm gà. Cơm gà nhiều rau nhá, nhiều gà nhá, ít cơm thôi. Thì cơm gà cũng được, nuốt nhẹ cũng được. Rẻ đấy nhá, loại rẻ ấy. Bây giờ nó cái gì? Bao nick rồi. Và bây giờ thì cái gì nó cũng phải liên quan đến vấn đề tài chính. Cứ phải có tài chính thì nó mới được. Thì lúc đấy thì cũng lúc đấy sau khi xin xong bốn cốc đá thì bây giờ thì không dám xin nữa rồi. Bây giờ xin thì mặt nó hầm. Bây giờ chuyển sang gọi cơm gà nhiều rau nhưng mà lại phải thật rẻ. Bằng đấy mới cái khó chứ. Vừa mới đọc tên anh cho anh lên nổi tiếng gái. Vâng, xin chào anh. Vâng, Linh Đỗ Xuân. Và cuối cùng anh cũng đã thỏa nguyện được cái nguyện vọng của mình. Tên anh được đọc lên và tất cả quý khán giả có thể biết. Và bây giờ anh có thể cho số điện thoại được hay không? Nó thậm chí là như anh có em gái hoặc chị gái mà sinh năm từ năm 1999 đổ về đến năm 1985. Đấy, thì em có thể làm được nhiều chuyện khác dành cho anh luôn. Ví dụ là mỗi trận em sẽ đọc tên anh như kiểu đọc quảng cáo đấy. Mà quảng cáo trận 3 mới đọc, đây trận 2 đọc gì anh em nhắc vớ vẩn. Lòng anh mơ cùng em. Đây em ơi. Em ơi đây. Đây bên này. Ngoài nhà thằng ba. Mất dậy. Em ơi. Nói xuống cơm gà nhé. Coi tôi à. Vâng, lại xin cái mã không biết được con trôn không đây. Ok.
Vâng, mã em đã gửi rồi. Đấy thì anh em nào muốn thể hiện cái khả năng tốt bụng của mình thì có thể chuyển tặng em một số loại coin. Vâng, đối với em thì càng nhiều thì càng ít. Và tốt nhất là anh em gửi tặng một vài mờ thôi. Không nên gửi quá nhiều, em có bệnh bị ngại. Tầm 8 đến 10 triệu được rồi. Không nên gửi quá nhiều. Và rất là xin mã nhưng để phang lô. Bịp. Vâng, đúng là bịp. Vâng, cảm ơn anh Hùng 19955 đã gửi tặng em 1k. Và cảm ơn anh, cố ít lòng nhiều. Và thôi, chúng ta quay trở lại trận này thôi. Vâng, chém gió đây hơi nhiều rồi. Chúng ta quay trở lại trận này. Đây, trận đấu thứ hai giữa Hồng Anh và game thủ vâng, No 1. Bên phía kia Hồng Anh dường như là hack AC. Hai trận đều được cầm AC. Hai trận Hồng Anh đều cầm AC. Trận này thì No 1 cầm một đại cung tuyển tôi nghĩ là không kém AC Ryan cho lắm. Đây là cung Hitty. Thời điểm đầu thì cung Hitty sẽ yếu hơn cung AC một chút, nhưng mà không nên gấp đầu máu xong thì Hitty sẽ lại khỏe hơn. Nói chung kèo đấu này là cái đấu solo 19-10. AC thì là 10, còn Hitty là 9. Cửa thắng thì vẫn còn sáng ngời dành cho No 1. Và bên kia là Hồng Anh, người có thể gọi là một trong ba tay cung cứng nhất của Việt Nam. Và để xem trận này thì No 1 sẽ làm thế nào. Vâng, Hồng Anh có một trận mà đánh cung sóc dân không phải là quá nhiều. Và em có 30 dân thôi, No 1 nhiều hơn 2 dân. Vâng, nâng cấp chặt gỗ 2. Vâng, tân đi cung của No 1 thì không tỏ ra quá nhiều quả. Bị Hồng Anh bắt. Vâng, No 1 cũng có tân đi cung và Hồng Anh có tân cung và No 1 cũng đang bắt được những con cung của Hồng Anh. Vâng, đây là cung Hitty, bắn cũng rất đau. Bắn đau thậm chí còn hơn cả AC. Tham lai, vâng, 37 dân đến từ Hồng Anh. Và tân này thì No 1 lại để bắt lại quân rồi. Hồng Anh đang đánh thủ. Vâng, đánh thủ toàn tập luôn. No 1 đã có chặt gỗ 2 và tăng nhà bè thứ 5. Tăng nhà bè thứ 5. Vâng, chỗ này bò khá dày. Một bài khỏe của No 1. Vâng, đã bị công máy. Vâng, rách hàng nghe No 1 có để ý không. Vâng, như vậy cung AC bắn cũng rất nhanh. Các bạn có thể thấy No 1 đang có hai hướng đi cung. Một hướng, vâng, tên này có vào thẳng nhà không. Vào thẳng nhà là tươi đấy. Vâng, cung Hoàng Anh đã lọt vào. Cung AC bắn rất nhanh. Hoành một tên đi cung thì gọi là chí mạng vào thẳng nhà của No 1. Và đây là một tên bị bắn vải gỗ. Thực sự thì nói về khả năng đánh cung thì No 1 thì không thể so đánh Hồng Anh được. Mặc dù trận này thì bài anh là bài khỏe và đang thi đấu đến thì hiện tại đang nói là khá tốt. Và thực sự thì Hồng Anh vẫn là một tay cung quá cứng so với No 1. Vâng, bị lọt ruộng chính. Bị lọt bãi gỗ. Và No 1 cũng có một tên lọt vào nhà Hồng Anh. Quyết Hồng Anh có để ý không? Và một tên lọt thẳng ruộng chính của Hồng Anh. No 1 cũng có một tên lọt rất hay. Và tên này sẽ ăn được bao nhiêu dân? Chúng ta cùng chờ xem. Cú Hitty bắn đầu không kém các bạn thấy. Vâng, xác những con nông dân của Hồng Anh nằm xuống là la liệt.
Và đội 1 vẫn giữ đi tham 50. Một tấn công này khả năng bị bắt rồi. Năm nhà Bia vẫn đang sản khá đều. Và đây là một tên lọt vào nhà tiếp tục nữa đến từ tuyển thủ Hoàng Anh. Nhưng mà năm 1 thì không bắt được bao nhiêu dân. Cẩn thận bị vé. Không vậy, như vậy là Hoàng Anh đang muốn có tên bắt. Năm 1 lại có tên đi cùng nữa. Bây giờ thế trận đang chạy quay trở lại với năm 1 khi mà anh là người liên tục đang trên đánh trên một cái thế công. Và Hitty thì đánh trên một thế công cũng rất là khỏe. Khi mà con cầu thủ Hitty đang bắn là rất đau. Hoàng Anh đang quay trở về thế thủ và đây là một thế tươi dành năm 1 đấy. Bằng cơ hội để cho anh có thể cân bằng tỷ số 1 đều. Ở trong kèo thiếu này, một đang có tên đi cùng là rất tốt. Tham 50 và đang cố gắng móc máy Hồng Anh. Hồng Anh có lẽ bây giờ khoảng tầm 6x, tôi nghĩ là như vậy. Một điều cùng rất tốt, cẩn thận cái bắt cung. Đây một tên cung to và không tình huống vẻ đến từ tuyển thủ Hồng Anh. Và nó một quay lại đấu luôn. Bằng tham 53, 54, 56. Tham nở rất nhanh và ruộng nương bắt đầu ổn định trở lại. Nó một đang có hai tên đi cùng và một tên tiếp tục là ở phía góc bên này. Vâng, đi cùng thật khéo nào. Một tên đứng cùng để bắt đường đi quần của cầu thủ Hồng Anh. Vâng, BC đã có rồi. Và có cắt một vài dân đào vàng để nâng cấp đầu máu không. Hồng Anh đi quần cũng rất tỉnh. Nhưng Hồng Anh không đi hướng này. Và đây một tên lọt rất to. Vâng, sai lầm chết người Hồng Anh khi mà anh không bo nhà lại. Và đây một tên mà lọt vào và ăn được bao nhiêu dân đây, chúng ta cùng chờ xem. Vâng, bắn được con đồng dần. Vâng, đi quần rất hay đến từ một. Và trận này có không bắn đi, rồi ôi bắn đi. Tại sao lại chạy? Vâng, BC đã có rồi. Còn một con tên đứng quần rất tốt. Bãi gỗ kia, bãi gỗ. Và có tăng A không? Vâng, lượng ruộng hiện tại của đồng một đấy đủ để có thể tăng A. Vâng, một tên móc tốt thế mà lại không vào bắn. Vâng, chết hết tên đấy mà cũng phải ăn được, tôi nghĩ là ít nhất sẽ ăn được khoảng tầm 220 con nông dân. Cùng hit mà. Vâng, một anh hơi xoắn trong quyền vừa rồi. Vâng, vẫn là 4A sau đều trận này, đúng một sau quân tương đối tốt. Tham này, vâng 41 dần và nó một tham đang đè ngược trở lại. Vâng, Hoàng Anh đứng quần trên dốc rất thông minh. Nó là anh thế công. Và cái thế này sẽ giúp cho anh có thể giành chiến thắng. Nhưng vấn đề là anh phải công như thế nào. Công phải vâng khỏe hơn nữa. 4 nhà BA, vâng 5 nhà BA và 5 bắt đều. Không, anh đang sóc dân à. Có đào vàng nâng cấp đầu máu không? Hitty, sự biệt giữa Hitty và Syria này có lẽ rằng là do cái đầu máu. Khi mà cung của Hitty lên được cái đầu máu thì có lẽ rằng cung Hitty sẽ là khỏe hơn cung AC. Vâng, lại bị công vào máy này dễ. Anh có để ý không? Anh đang tập trung, quá tập trung vào sóc dân. Có để ý không nào? Vâng, bây giờ anh mới để ý. Vâng, như vậy là rỉa thôi. Nó đang kéo quân về. Trong cái đó thì đây một tên đi cùng của Hồng Anh. Tham 82. Không đào vàng. Và một tên đi cùng có thể gọi là quá kinh nghiệm đến từ Hồng Anh. Thằng này vẫn giữ được 80. Tên đi cùng bằng nó một bo hở một cái e. Chỉ một cái e thôi. Mất ruộng chính và thằng này của anh sẽ không nở trong thời điểm tiếp theo. Hay nói chính xác hơn đó là nó rất chậm. Ăn được nhiều cung rò của Hồng Anh. Nhưng vấn đề là cũng để mất khá nhiều dân. Tham 76 chưa có dân đào vàng. Vâng, lại bị những tên đi cùng tới bảo rồi. Trận này thì nó một chỉ có đánh thế công mới thắng được thôi. Chứ đánh thế thủ thì không bảo thắng được. Vâng, đây một tên mà Hồng Anh đẩy cung lên nhưng đột có một con dốc rất cao.
Vâng, bò kín nhà mình lại. Ruộng đường vẫn còn rất nhiều. Nói chung là anh vẫn có thể sóc đều 5 chiếc bia của mình thôi. Cái viên kia Hồng Anh không biết là bây giờ sóc mấy nhà bia rồi. Tôi nghĩ bây giờ ít nhất khoảng tầm 8-9 nhà bia đến từ game thủ Hồng Anh. Ở Zidane thì chỉ có đánh châu quân mới có thể thắng được thắng Hitty thôi. Chứ mà chẳng có chuyện mà Zidane đánh vâng đánh đội 4 Hitty cả. Bây giờ lại bị công vào hướng bên này. Vâng, lần đục thứ 3 của Hồng Anh. Và lần đục này thì Hồng Anh có một số lượng quân là rất lớn. Tên này thì có đỡ được không? Vâng, đến thời điểm phút 34 nó vẫn chưa thể có đổ máu. Rất tiếc. Rất đáng tiếc trận này giành N1. Thực sự là khó. Vậy tỷ số là 2-0 dành Hồng Anh. Chúng ta sẽ đến với trận thứ 3.